Màn ra mắt của Haaland tại ngoại hạng Anh thật là hoàn hảo biết bao, 5 pha dứt điểm cầu môn, 4 cơ hội rõ rệt, dứt điểm chính xác bằng cả hai chân cũng như 10 lần đột phá trong vòng cấm, sở hữu chiều cao ấn tượng nhất trên sân, 1 pha penalty tự mình kiếm được, 1 lần tại chuỗi ngay tấn. Phối hợp cùng De Bruyne tạo thành bộ đôi song sắt, chỉ dùng 1 pha chuyền bóng mà đã xé toang hàng phòng ngự của đối phương. Trận cầu ra mắt ngoại hạng Anh của Haaland gần như đã bộc lộ sâu sắc và trọn vẹn toàn bộ những điểm mạnh nhất của anh ấy, người khỏe hơn anh ấy nhưng lại không nhanh bằng, người nhanh hơn nhưng lại không chọn được vị trí hay như anh ấy, người chạy chỗ hay như anh ấy, nhưng lại không có vóc dáng và kỹ thuật dứt điểm tốt bằng. Trong trận đấu này, màn trình diễn của Haaland gần như là hoàn hảo. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã phát biểu rằng tôi may mắn khi được dẫn dắt Messi ở thời kỳ đỉnh cao, còn Haaland chính là cầu thủ thỏa mãn mọi cơn khát bàn thắng. Hậu vệ cờ rất queo của Etam phát biểu rằng đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với Haaland, anh ta thật mạnh mẽ và trực diện. Đến cả huấn luyện viên trưởng của Etam là David Moy cũng cho rằng chỉ cần nhìn Haaland là biết đó là một siêu sao.